trò chơi sinh tồn hôm nay sẽ là đập ảnh, ảnh ngửa thì sống, úp thì vô hoàn. Đá tao còn đập được, sợ gì đập ảnh. Hả? Nani? Mồm thối quá. Mày lên đi. Mày lên đi. Ờ thế lại phải đập cho ai à? Để chị ra tay. Dây gì kia? Giáng Long thập bát ảnh. Hai người thắng sẽ thi đấu với nhau. Yeah. Hả? Huh?